Tiếp tục với câu 27 thì chúng ta thấy rằng nó in ra gin gọi đến hàm relay. Thì hàm relay đơn giản là cái hàm thay thế thôi. Và câu này thường là các bạn sai ở chỗ là các bạn ghi không có đúng 100% so với giá trị str ban đầu. Rất là nhiều bạn ghi thiếu, đó là thiếu cái dấu chấm than này. Và khi mà chúng ta làm những cái bài này như mình nói rồi, máy nó chấm chứ không phải người chấm, và chỉ cần cái đáp án chúng ta thiếu một dấu hoặc là thiếu ký tự hoặc là sai ký tự là nó sẽ báo sai liền mà thôi. Như vậy kết quả của chúng ta nó sẽ như thế này. Nguyên cái chữ phía trên chúng ta ghi lại nè. Và relay là thay thế, nó sẽ tiến hành thay thế chữ O ở dạng chữ thường thành chữ E. Như vậy ở đây là chữ O thường. Như vậy chúng ta chỉ cần xem chỗ nào là chữ O thường, chúng ta thay thành chữ E là xong. Và ở đây là chữ O in hoa nè, đây là chữ O thường nè, thay thành E. Và đây là đáp án của chúng ta. Và như mình nói, rất là nhiều bạn bị gài là các bạn ghi thiếu dấu chấm than, là câu này các bạn cũng bị sai luôn. Và đây là đáp án đúng của chúng ta ha.